nay mình giới thiệu với các bạn mà ai muốn đi mua sắm mà vé giá shopping mà đồ rẻ đó thì đi vô khai mạc nha các bạn. Bây giờ mình đi vô đó mình coi có gì ha. Đây nè các bạn, bây giờ mình bắt đầu mình coi mấy cái sản phẩm ở trong đồ dùng trong nhà bếp. Ở đây là giá rất là rẻ nha các bạn, nên chất lượng nó cũng là xài tạm được thôi chứ không có tốt đâu. Đa phần là đồ Trung Quốc nha. Thì giống như cái này, cái rổ nhỏ này nè thì có 1.50 đồng thôi ha. Đó. Rồi bên này thì mấy cái đồ đựng mà để mình đong đo đếm đồ, mình làm bánh hoặc là cái gì đó. Rồi cân. Đó, cân điện tử nè. 12 đô. Đó, còn mấy cái đồ này thì 6 đô ha. Đó, trong đây là giá tương đối là phù hợp cho những người tiêu dùng dạng có mức thu nhập trung bình nha các bạn. Đó. Đó, mấy cái đồ đựng đồ ăn đồ đó có 22 đô thôi. Đó. Tùy theo kích thước 2 đô, 4 đô. Nói chung là trong đây là rất là rộng nha các bạn. Đó, mấy cái này là mấy cái đồ mà cái kệ nè các bạn. Đó, cái này là mình tự mua về mình ráp ráp ha, tùy theo kích thước của mình. Đó, đây nè, nguyên bộ dàn kệ này nè. Gồm có 1, 2, 3, 3 tầng, 14 đô. Đó, còn mấy cái này là mấy cái đồ mà dắt mấy cái lọ gia vị nè, 8 đô nè, đó. Trong đây là nó chia ra tùy theo khu vực nha các bạn. Rồi có mấy cái máy mà mình có thể mình kiểm tra giá nữa nè ha. Bây giờ mình ví dụ cho các bạn ha. Đó. Ví dụ cái này là ở đây mình coi là cái giá của cái mấy cái này là 2.50 đồng nè. Một cái tray này là trong đó là có 6 cái để mình làm bánh rồi đó. Ở đây mình kiểm tra giá nè. Đó, mình chỉ có cái mã vạch mình đưa vô đây, đó tự động nó hiện lên 2.50 đồng, thấy không? Hay không? Đó, còn đây là mấy cái đồ, mấy cái quánh, cái chảo. Cái này là bên mình gọi là cái chảo đá nha các bạn. Đó. Đó, chảo đá đồ đó. Nhiều lắm, nhiều loại lắm, giá nào cũng có đó. Đủ cỡ luôn. Họ trưng bày rất là bắt mắt nha các bạn. Cứ lâu lâu là người ta sẽ hoán đổi vị trí, người ta thay đổi lại cách trưng bày nhìn cho nó đẹp mắt. Đó. Nồi cơm điện đồ nói chung là đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Đây nồi hấp, nồi cơm điện đồ ha. Đó này nè, nồi cơm điện nè. Đó, giá cũng vừa phải thôi, 39 đô. 25 đô thì cái nồi nhỏ hơn. Còn đây là mấy cái nồi lẩu nè các bạn. Đó, cái nồi lẩu nè. Thì cái này á, nó hiện tại nó out of stock rồi, là hết hàng rồi. Cái này là temporary, là mấy cái đồ mà người ta chỉ trưng mẫu thôi, không có bán. Còn cái này á, là cái máy nướng bánh mì nha các bạn. Đây nè, đó. Mình bỏ bánh mì vô đây hoặc là mấy cái bánh gì đó mình cần hấp, hâm cho nó nóng lên á thì là 39 đô. Đó. 39 đô một cái. Rồi ca điện nè, đó, ca điện cũng một đống luôn. Giá nào cũng có hết, 15 đô, 39 đô, 20 đô. Đó. Còn đây là mấy cái thiết bị mà mấy cái lò mà hấp bánh mì sandwich đó các bạn. Đó, bỏ vô đây nè. Cái này có 4 ngăn nè, thấy không? Bỏ đây xong mình chỉnh nhiệt độ ở dưới đây nè. Đó. Từ 1 cho tới 9.
xong rồi mình kéo xuống đây, cái là trên này nó sẽ kẹp lại nè, không nó kẹp bánh mì lại á, khi nào nó đủ nhiệt độ nó nóng rồi nó sẽ thả cái đó ra ha. Đó, giống như cái hình mẫu của nó nè, 39 đô một cái nha bạn, nhiều, rất là nhiều mẫu mã ha. Đó rồi bây giờ mình qua cái khu vực mà bán khăn rồi mấy cái đồ lót chân đó, rẻ lắm nha các bạn, 2 đô thì tiền nào của đó. Mấy cái này mình xài thời gian khoảng được vài tháng hoặc là cũng có thể khi cả năm trời, nên rồi mình sẽ thay cái khác, mẫu mã rất là bắt mắt. À, còn bên đây là mấy cái chỗ mà bán mấy cái may, cái này là cái gì đây, cũng này cũng hết hàng luôn. Mấy cái này là cái oven nè các bạn, đó, mấy cái máy nướng ở nhà đó. Cái này là hàng chân mẫu thôi nè, hiện tại là người ta đã bán sạch sẽ hết rồi nè, ở dưới hết rồi. Còn đây là mấy cái nồi mà deep fryer, mấy cái dạng giống như mà mình chiên chả giò rồi chiên khoai tây nè các bạn. Đó. Đó, mình bỏ dầu vô đây, cái này là 1,5 lít nha, cái này là 19 đô. Đó, có cả luôn cái máy mà mình nướng nướng thịt barbecue luôn ha, cái grill nè. Đó, 39 đô. À, bây giờ mình đi qua cái khu vực khác ha. Cái này là mấy cái đồ ở trong mấy cái gói, cái cushion mình ngồi mình bỏ lên cái ghế mà mình ngồi, ghế sofa các bạn. Đó, ngồi dựa. Cái này là dành cho mấy đứa nhỏ nó rất là thích nha các bạn. Đó. Đây là mấy cái này là cái gì đây, à mấy cái này, mấy cái ra chả giường nè. Đó, cái này nó giảm giá nè, clearance nè, 12 đô. À, hiện tại 12 đô, còn đợt trước thì giá nhiêu thì mình không thấy nó để ở đây. Đó, cũng có thể là đợt trước là giá nó cao hơn tí xíu, giờ nó muốn bán hết mấy cái mặt hàng cũ để bỏ mặt hàng mới vô thì nó giảm giá lại ha. Đó, còn mấy cái này là ở trong trong nhà tắm á các bạn, mấy cái chậu mà giống như mình có thể mình dùng đựng quần áo hay gì đó tùy. Đây đèn ngủ nè, nhìn rất là đơn giản ha, 20 đô. Đó, cái này là cho mấy đứa nít nè, nó nhìn nó chân trong trong phòng để nó bỏ tiền tiết kiệm được các bạn. Đó, giống như mấy cái này nè, nó có mấy cái lỗ để cho đựng tiền tiết kiệm nữa đó. Còn mấy cái gói này là mình kê lên mình ngồi, bỏ xuống đất mình ngồi lên rất là thoải mái ha, coi phim đồ hay gì đó, 20 đô. Còn đây là khu vực mà bán mấy cái nào để mình coi mấy cái đồ mà trải trên cái giường mình đó các bạn, giống như là cái giường mình, cái tấm nệm, xong mình có mấy cái này mình bỏ lên mình cover lại, mình phủ ở trên á đó. Đó thì cái này là cái size single nè, dành cho cái giường đơn á, cái giường nhỏ đó. Còn cái này là king nè, đó king là size lớn hơn tí xíu đó. Mấy cái này cũng rẻ lắm, 29 đô ha. Đó, tùy theo cái. Còn cái
nè, đó, cái này là nó gọi là cái mattress topper nè, đó mình trải ở trên cái tấm nệm á cho nó cao lên, nó dày lên vậy nè, đó mình nằm cho nó thoải mái rồi nó bảo vệ cái tấm nệm nữa khỏi bị dơ. Cái này là cái size queen nè ha, 49 đô, tùy theo chất lượng nha các bạn, giá nào cũng có đó nè. Đây nè, gói nè, hai cái gói nè, 18 đô. Đó, trong một cái bao vậy là nó có hai cái đó, tùy theo. Giá thấp nhất là 12 đô, 14 đô, 16 đô. Giá nào cũng có hết đó. Đây, mấy cái ghế nó cũng bán luôn. Mấy cái ghế này thì 15 đô một cái. Đó. Bây giờ mình đi qua cái khu vực mà nó trang trí đồ ở trong trong nhà nha các bạn. Đây nè, mấy cái trang trí ở trong nhà nhìn cho nó đẹp, nó lạ mắt á. Nè, mấy cái chậu nè, đó, chậu trồng cây mình để trong nhà, còn phía trước mặt mình là nguyên một dàn cây, nhìn y chang cây thiệt mà là thực chất là cây giả nha các bạn. Cái này là lá lưỡi hổ nè, ai mà có nhà mà hay bỏ trong nhà để cho nó lọc không khí rồi á là người ta rành đó. Đó thì cái này một chậu là 25 đô, lá lưỡi hổ ha. Đó, còn mấy cái này mình để trong nhà tắm nè, đó nhìn cho nó đẹp á, 15 đô. Đây, cái khu vực bán mấy cái đồ dụng cụ học sinh. Đó, máy tính, cái đồ bấm lỗ để kẹp giấy ha, kéo luôn, có một đồ một cái thôi nha các bạn. Thấy rẻ không? Đó, mấy cái một đô tính ra hiện tại mình nghĩ là chắc khoảng chừng 17 ngàn. Cái này 1,5 đô nè, đó cái kẹp giấy tờ rồi đó, dành cho mấy đứa nhỏ nó thích, nó màu mè dữ lắm. Mấy cái hộp nè, mấy cái tủ đựng giấy tờ nè, cái này vừa cho kích thước giấy luôn, A4 đó. Mấy cái hộp đựng giấy tờ nè, cái folder nè, đó để giấy tờ rồi đó, thì cái này 10 đô một cái. Đó, bằng giá hết. Này thùng rác 17 đô, 2 đô tùy theo cái ha. 4 đô cũng có nữa. Đó, tập vở. Cái này là một pack này giá giấy A4 nè, là trong đây gồm có 3 cuốn tập. Thì giá của nó là 3 đồng. Rồi, đây là khu vực bán giày nha các bạn, giày. Mấy cái đôi giày này là giày đi làm nha các bạn. Đó. Thì chẳng hạn giống như đôi này nè, đó, đi mang đi chơi cũng đẹp lắm nè. 20 đô. Thấy không? Giày nam nữ, dép đồ cũng vậy luôn. Dép nè. 4 đô rưỡi nè, 3 đô cũng có nữa. Mang ở nhà hoặc là mang ở mình đi ngoài đường, mấy dép kẹp á, giống như bên mình dép Lào á. Rồi đây mình tới cái khu vực mà dành cho kids nha các bạn. Đó, trẻ em nè, đó, đồ chơi nè. Rất là rẻ ha, nguyên một bộ đồ chơi nè. Có 3 đồng thôi ha, đó. Còn cái bộ này thì 14 đô. Đó, nhìn rất là bắt mắt nha. Đó. Còn cái này là 19 đô nè. Mấy cái này là 12 đô đây. Mấy cái này thường á thì nó có phát ra tiếng nhạc nha các bạn. Đó. Đó, nó đó, nên nít á nó khoái dữ lắm. Còn mấy cái này là mấy cái đồ mà
có cái búa nè, xong mình gõ gõ lên mấy trái banh này nè. Cái này là có mình phải gạt cái công, có công tắc đây mình phải gạt ra đó, xong rồi có cái mũi mình nhấn lên tùy theo. Sau này nhấn nó không? Rồi này là xe ha, 15 đô. Còn đây là mấy cái đồ chơi đồ hàng nè, 9 đô nè. Nói chung trẻ em bên này là sướng lắm nha các bạn. Đồ chơi là không có thiếu cái gì á. Nhà nào cũng một đống đồ chơi luôn. Đó. Tại đồ chơi bên này nói chung là nó cũng rẻ so với bên bên mình á. Nên thu nhập người ta mua một lần, người ta mua về cái này là chơi xong rồi bỏ luôn, hoặc là bán lại tùy theo. Nè, cái này là học bán chữ cái nè. Mà cái này là phải có pin bỏ vô đây. Đó. Đó. Ready for the alphabet apple adventure? Let's have some music fun. Không, 24 chữ cái. Cái này là dành cho alphabet apple từ 2 tuổi tới 5 tuổi. Đó, mấy cái này á mà mình nít mà nó học tiếng Anh á. Đó, giống như chữ W này là tượng trưng cho cái hình cái đằng sau nè, ghi là worm nè. Đó, 26 chữ cái đó, nên mấy đứa nhỏ bên này á, nó học nó dễ tiếp thu lắm nha các bạn. Tại nó có đồ chơi á, hỗ trợ nhiều dữ lắm. Đó. Còn đây là mấy cái cuốn sách này các bạn. Đó, cái này á, là mình nhấn vô đây. Đó. Đó. Xong rồi mở sách ra là nó có từng chương đó. Cũng nói chung mấy cái đó cũng rẻ, 15 đô à ha. Đó, còn cái này là cái circle. Đó, không. Mấy đứa nhỏ nó rất là thích ha. Cái này là con vịt nè. Nói chung cái đồ nào nó cũng có nhạc đó nha các bạn. Đó. Đồ chơi bên đây là coi như là vô đây mà cho mấy đứa nhỏ mà dắt nó vô đây rồi là coi như là tiêu với nó ha. Nó biết là cái khu mà bán đồ chơi các bạn nên nó đòi hỏi mình phải mua cho bằng được. Nè, cái này là búp bê nè. Đó, cởi con ngựa. Nói chung là đồ nào cũng phát ra tiếng nhạc được. Cái này dành cho trẻ 3 tuổi trở lên nè. 15 đô ha. Đó. Rồi bây giờ mình đi qua cái khu vực khác để coi sao ha. Vì phía trước mặt mình là cái chỗ mà bán quần áo dành cho trẻ em nha các bạn. Là nguyên bộ đồ này nè. Đó. Bộ này nè là ba giá 3 đô nè ha. Cái này là dành cho trẻ từ 0 tuổi. Từ 0 tuổi cho tới 3 tháng. Đó. 0 cho tới 3, 3 đô. Tính ra là 1 đô 17.000 á. Đó. Nên cha mẹ nào mà có con mà chuẩn bị sanh rồi á, vô đây muốn tiết kiệm á, vô đây mua tại nít nó mau lớn lắm. Vô đây mua là rẻ lắm. Đó, có xe tập đi cho bé luôn kìa. Đó, mấy cái đồ mà nhỏ nhỏ treo ở trong mấy cái nồi đồ cho bé các bạn. Đó, là 4 đô nè. Đó. Tùy theo món ha.
7 đô cũng có nữa. Còn cái này là cái xe tập đi cho bé thì 49 đô, gần 50 đô á. À, 100 đô là 1 triệu 7 rồi, đó. Mã này là nửa giá, còn cái này là Nepis nè, đó. 6kg cho tới 11kg. Đó, cái đồ mà treo giống như nãy mình nói nè các bạn. Đó, treo rồi có phát ra tiếng nhạc rồi luôn á. Từ 0 tuổi cho tới 5 tháng, 29 đô, 39 đô, tùy theo. Đó, còn mấy cái này là mấy con vịt nè, để cho bỏ vô trong cái lúc mà tắm cho bé đâu á. Mình bỏ vô cho nó trôi nổi cho giống như vịt mà nó đang bơi vậy đó. Thì nó thích lắm. Nó không có quậy ha. Đó. Nó ngoan ngoãn nó tắm thôi. Đó, còn mấy này là mấy cái đồ mà mình tắm cho bé nè, đó. Thì giá này 15 đô, còn mấy này là mấy cái ghế. Nói chung là bên đây là gia đình nào mà mới có con á muốn mua đồ rẻ thì mình vô đây ha. Đây mấy cái travel cot nè. Cho bé nằm vô ghế. Còn đây là xe đẩy cho bé nè. 20 đô nha các bạn. 20 đô thì tính ra là khoảng 340 bên mình đó. Còn mấy cái này là mấy cái khăn đây. Đó. Mấy cái này là mấy cái đồ mà giống như là lúc mình tắm xong cho bé xong rồi mình quấn nó lại á cho nó đỡ lạnh rồi đó. Đó, 12 đô, 10 đô tùy theo. Còn cái này là khăn tắm thì 5 đô. Một cái này là nó cái khăn này nè, đó là nó một cái khăn là kích thước nè, 60cm cho tới 1m2. Đó, 5 đô, đó. Còn cái này là mấy cái khăn nhỏ cái để dùng để lau mặt á, face washers nè, à, 6 đô ha. Còn bên đây là dành cho mấy đứa mà lớn một tí xíu rồi, cái này là size số 5. Đó. Đồ rất là, quần áo rất là rẻ nha các bạn. Cái quần jean này nè, đó, 15 đô á. Còn mấy cái này là mấy cái quần mà bận dành cho mùa lạnh á, mùa đông đó, 6 đô nè. Mấy cái quần đùi dành cho số 1 nè, số 1, số 2. Đó. Chỉ có vài đô thôi nha các bạn. Rồi thỉnh thoảng á, mình đi mua mà mình gặp mấy cái hàng mà giảm giá giống như cái này nè, long leaf nè, là mấy cái áo mà cái có cái tay nó dài á, thì nó giảm giá còn có 1,5 đô à. Bình thường giống như là khoảng chừng 2,5 đô, 3 đô gì đó. Nó muốn giảm giá, nó bán hết cho mặt hàng đó cho nó nhanh á, thì nó giảm giá xuống. Đó. Cái khu vực này là dành cho boys, mấy đứa con trai mà nhỏ nhỏ tuổi rồi là nó vô mấy khu vực này nó có thích lắm nha bạn. Đồ nhiều dữ lắm. Clearance nè, 3 đô 75 sen. Đó thì nó để ngay cái khu vực clearance này. Đó, còn không á, mấy cái đồ nào mà nó chưa giảm giá thì nó chưng ở cái vị trí khác ha. Đây nè, tất nè. Quá trời luôn. Đủ tất cả các số từ nhỏ tới lớn luôn. Một pack này á, 3 đôi là 4 đô. Đó, còn mấy cái này là dành cho girl nè các bạn. Đó.
có màu hồng, đồ màu xanh rồi đó, màu tím rồi đó. Nói chung là mấy cái đồ lúc chút vậy cũng sắm cũng nhiều lắm đó. Một đô nè, size số 5 cho tới số 8 đó, chỉ có một đôi một thôi thì giá 1 đô đó. Còn mua rẻ hơn á thì mua một pack nó vậy nè, là 4 đôi à, thì nó tính cộng lại nó rẻ hơn được tí xíu. Cái khu vực bán đồ party nha các bạn, là dành cho mấy cái trang trí tiệc tùng giống như là sinh nhật hoặc là gì đó đó. Thì đây nè, nó có bán sẵn mấy cái đồ này luôn đó. Cái này là 3 đô nè nha. Còn này đó, cái loại này nó muốn giảm giá thì nó giảm còn xuống còn 2,5 đô là rẻ hơn được 50 sen. Đó, còn đây là chữ nè đó. Thì mấy cái này mình mua về xong mình chỉ mở ra mình thổi là nó sẽ phồng bự lên vậy đó. Đó, chữ nè, giống như là khắc theo tên, còn là độ tuổi rồi đó. Nói chung đầy đủ hết nha. Đó, mấy cái mẫu nè, đèn cày nè, gắm đốt nè, 1 đô hết. Đó, mấy cái vòng đeo này thì 2 đô. Còn mấy cái mũ nón này á thì cũng 2 đô luôn. Đây, mũ nón để đeo để làm hà đây. Mấy đứa bé nó thích dữ lắm. Mấy hình con ngựa rồi đó thì mắc hơn tí xíu. Con giống như con này thì 10 đô nè. Còn con kế bên thì có 2 đô thôi. À, còn mấy cái này thì nó có đèn nữa, có đèn trong đó đó, thì 6 đô, nó xài bằng pin nha các bạn. Chân nít là nó bên này nó kỹ lắm, nó không có có xài đồ mà cắm điện nữa, sợ nó có chuyện gì bị giật rồi đó. Còn này là kẹo sô-cô-la nè, hiệu nổi tiếng luôn, M&M nè, đó, 10 đô nè. Mấy đứa nhỏ nó nhìn mấy cái này nó khoái dữ lắm. Đó, đồ chơi nó vô bịch nè. Còn cái này là giấy gói quà ha. Rồi thiệp. Đó, thiệp mời rồi đó. 2 đô hết. Rồi giờ mình tự tính tiền nha các bạn. Credit, debit, welcome. Please scan your first item. Đó, tính tiền xong. Có ở đây có bao mình bỏ vô ha. Đó. Please place on if you have a flyby card, please scan it now. 2 món. 3 món. Cái này mình tính là mình phải bỏ qua đây để nó có cái máy nó cân nữa nha, chứ không là nó sẽ báo á. 4 món. Please place item in the bagging area. Đó, nó báo mình phải để đó. Đây nè. Đó. Rồi mình bỏ anh đây luôn. Please place item. Đó, xong rồi giờ mình nhấn your flyby spot has been accepted. Mình mới vừa tiếp cái thẻ để mình tích điểm á. Select payment type. Đó, này nếu mình muốn trả bằng thẻ thì mình nhấn chỗ card nè. Use đó, to complete transaction. Rồi tự động nó trả. Rồi xong rồi đó nghe các bạn. Tự động hóa đơn lòi ra nè. Unexpected item in bagging area. À, sau khi mình tính tiền xong mình đi ra nè. Đó các bạn thấy phía trước mặt mình có người đứng không? Với có cái máy nó có cái báo á, ai mà chưa tính tiền thì nó tự động nó hú. Còn đây có người đứng check á, thì nó sẽ mình phải đưa hóa đơn cho anh ta kiểm ha, phòng trường hợp mà nó bị trục trặc gì đó thì người ta bắt mình vô phải trả tiền người ta mới cho mình đi nha các bạn.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu các bạn thích thì nhấn like và subscribe rồi share cho nhiều người xem để mình có động lực mình làm thêm những video tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.